Mông chua, chào mừng các bạn đã trở lại với GC Channel. Để chứng tỏ mình đã tốt nghiệp cấp 1 và thuộc kết bảng chữ cái để không làm phụ lòng thầy cô, thì mình đã tập đọc hết một loạt comment dưới phần bình luận của chiếc video trước và nhận thấy rằng các bạn có vẻ rất hứng thú với những chú dao trong Valorant. Vậy nên, lần này mình sẽ đem đến cho các bạn danh sách những skin dao đẹp nhất trong Valorant. Và xin lưu ý rằng, chiếc video này không phải là một bảng xếp hạng, chỉ là một danh sách mang nặng ý kiến cá nhân của người viết mà thôi. Cho nên, nếu bạn có thích skin gì mà lỡ may không thấy có mặt ở đây ấy, thì đừng ngần ngại mà hãy tụt ngay xuống dưới phần bình luận ở dưới và chia sẻ cùng mọi người nhé. Còn bây giờ thì chào mừng các bạn đã đến với chương trình Những chú dao to dài và đẹp nhất trong Valorant của GC Channel. Let's go! Trước khi bắt đầu video này, các bạn có thể dành ra chút thời gian để follow và ủng hộ hệ thống kênh của chúng mình, bao gồm kênh YouTube GC Channel với các nội dung chuyên về eSports, fanpage YouTube Game Lab và Mi Bé, nơi bọn mình xây dựng các content về game offline cũng như thực hiện các buổi livestream vui vẻ cute. Nếu các bạn đam mê tin tức chuẩn về eSports thì fanpage website eSports 24 giờ sẽ là nơi dành cho bạn. Còn nếu muốn nghe tin giải trí nhảm nhí nửa thật nửa không, chúng mình cũng có fanpage Just Me Bro luôn sẵn sàng sàm lè của các bạn. Ngoài ra, nếu bạn muốn tìm một cộng đồng vui vẻ chuyên chơi Valorant tại Việt Nam thì đừng bỏ qua group Valorant 2VN nhé. Chúng mình rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ của các bạn. Còn bây giờ thì trở lại với nội dung chính của video thôi nào. Hãy đến với chú dao đầu tiên của chiếc video ngày hôm nay, Rune Dagger. Rune Dagger sở hữu vẻ ngoài lộng lẫy với phong cách thiết kế mang dáng vẻ quý tộc, được phối bằng một màu đen bóng và đóng khung bằng vàng. Ngoài ra, Rune Dagger còn được đính lên mình thêm những viên pha lê đỏ, khiến cho nó đã quý tộc, nay còn quý phái hơn. Và bạn biết cái gì sẽ giúp con dao Rune Dagger trở nên quý phái hơn nữa không? Đó chính là Gear Up Booster. Gear Up Booster, phần mềm và ứng dụng giảm lag khi chơi game, giúp bạn có một trải nghiệm game mượt mà như mái tóc mới gội ngoài hàng. Bạn là một game thủ Valorant, bạn đang chuẩn bị có pha clutch 1v5 đẳng cấp. Những nhân vật của bạn bỗng xuất hiện những cơn co giật bất thường, còn cột ping thì biểu tình đòi nhảy hip hop. Đừng lo, vì Gear Up Booster sẽ luôn giúp ping của bạn ổn định trong mọi tình huống, loại bỏ tình trạng giật lag không cần thiết và hỗ trợ bạn tạo ra những pha highlight để đời. Giờ thì bạn không còn phải lo về những con cá mập gặm cắp quang nữa rồi nhá. Không chỉ Valorant, Gear Up Booster còn hỗ trợ rất nhiều tựa game khác như Liên Minh Huyền Thoại, CSGO và cả Dota 2, giúp bạn thoải mái bay rank mà không lo giật lag. Giao diện bắt mắt, dễ dàng sử dụng, giảm ping mọi lúc mọi nơi, Gear Up Booster chắc chắn sẽ là một người bạn đồng hành tuyệt vời dành cho mọi game thủ. Còn chần chừ gì nữa, link tải Gear Up Booster được gắn ở phần mô tả và bình luận. Giờ thì quay trở lại với video nào. Rune Dagger xuất hiện trong bộ sưu tập Rune, được phát hành vào ngày 13 tháng 10 năm 2020 trong chiến dịch Ignition Episode 1 Act 3. Rune Dagger là phần thưởng cuối cùng mà người sở hữu Battle Pass nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tuy không sở hữu nhiều hiệu ứng loè loẹt, nhưng nó vẫn có thể quyến rũ người chơi bằng vẻ ngoài sang trọng của mình. Kết hợp với hoạt ảnh mượt mà đã giúp Rune Dagger xuất hiện trong bảng xếp hạng lần này. Vì là một vũ khí trong Battle Pass, cho nên Rune Dagger không chỉ đẹp mà còn rất quý hiếm, bởi nó sẽ không bao giờ xuất hiện trong cửa hàng hay Night Market nữa đâu. Kế tiếp, chúng ta có Xenohunter, là một trong những chú dao được đánh giá cao nhất trò chơi. Những điểm yếu chí mạng của dòng Xenohunter đó chính là ngoài chiếc dao ra thì những khí tài khác trong bộ sưu tập toàn báo bởi tạo hình tuy ngầu và đẹp nhưng cực kỳ pay to lose của nó, mà cụ thể ở đây là chiếc radar giả cầy. Thôi, gạt vấn đề đó qua một bên, thì Xenohunter là một dòng skin có thiết kế vô cùng cơ bản nhưng lại có một sức lôi cuốn lạ kỳ với người chơi. Cũng chẳng có gì bất ngờ, bởi như một câu ngạn ngữ bên Tây hay đạo lý thì đôi khi bớt đi là nhiều thêm. Lấy ví dụ như phong trào thiết kế tối giản của những logo thuộc các công ty lớn ở thời điểm hiện tại, mà đầu tiên là Apple. Hoặc không lấy đâu xa, hãy nhìn anh hàng xóm CSGO là thấy. Tuy gameplay cơ bản đến từng cơ chế, nhưng nó vẫn có một sức hút lạ thường. Chứ không thì là gì cho chuyện nó vẫn đang sống khỏe, sống tốt, mà thậm chí là thọ đằng khác kể từ năm 1999. Tệ hơn nữa là quả thông báo CSGO 2 gần đây của gà béo nữa. Không biết bao giờ game mới dead đây. Tôi ngồi đây chờ Half-Life dead thì có khác gì mấy em gái trẻ đẹp cưới đại gia già đâu cơ chứ. Quay lại chủ đề chính thì Xenohunter cơ bản vẫn mang tới một âm hưởng độc đáo từ sự đơn sơ của mình. Không chỉ dừng lại ở đó, điểm ăn tiền nhất ở chiếc dao này có lẽ đó chính là những hoạt ảnh của chúng nó. Thông tin thêm là dao Xenohunter được buôn vào game trong chiến dịch Disruption Episode 4 Act 3 vào ngày 28 tháng 4 năm 2022. Bỏ qua Xenohunter, chúng ta có Hơi Thở của Long Thượng Cổ hay Elder Flame, bị lừa bán sang Valorant vào ngày 8 tháng 7 năm 2020 trong chiến dịch Ignition Episode 1 Act 1 cùng một chiếc trailer vô cùng hoành tráng. Đặc biệt hơn nữa, Elder Flame cũng chính là bộ sưu tập đầu tiên được Riot Games làm hẳn một thước phim ngắn để giới thiệu. Được thiết kế với cái gì thì tôi cũng không rõ, bởi thì đương nhiên nó sẽ là một cái gì đó của rồng rồi, nhưng là cái gì thì chắc tôi phải nghiên cứu thêm. Cho nên giờ tôi có hai giả thuyết. Một, đó chính là nanh của rồng, giống như mấy quả vòng cổ mà mấy ông người vẽ toàn Doraemon với Son Goku trên người hay đeo ấy. Thứ hai thì đây là vuốt rồng, chắc do ông nào nuôi rồi cắt đi như cắt móng mèo để tránh rồng cào bậy. Cho dù là gì thì thành quả cuối cùng của đội ngũ thiết kế bên Riot Games cũng đã được đền đáp xứng đáng,
Bằng chứng là cho tới tận bây giờ, tức là lúc hoàn thành kịch bản này vào ngày 19 tháng 4 năm 2023, chú dao này vẫn đứng hiên ngang ở vị trí là một trong những chiếc dao đẹp và được yêu thích nhất Valorant, mặc cho thế hệ mới đã nảy mầm và trồi lên cùng vô số hiệu ứng cùng cơ chế bắt mắt. Nhưng trái tim của nhiều người hâm mộ Valorant vẫn có chỗ dành cho một Elder Flame Dagger già nua xấu xí. À không, ý mình chỉ là già nua thôi, không hề xấu. Tiếp theo, chúng ta có Personal Administrative Melee Unit, hay con dao 781A Protocol, hay dịch cho nó dân dã hơn là dao thức A, thất bát nhất. Úi giời, dao đẹp mà tại sao lại đặt quả tên khối tê nhở? Định đuổi khách à? Gạt câu đùa sang một bên đi, chúng ta hãy nói về chú dao này một cách cợt nhả nào. Dao thất bát nhất bị debut vào ngày 12 tháng 1 năm 2022 trong chiến dịch Disruption Episode 4X1 cùng những người anh em chó bun, cảnh sát trưởng, Phạm Tôm và Spectre. Với phong cách thiết kế rất hiện đại nhưng lại vô cùng lạnh lẽo và vô hồn theo hướng tích cực, bởi các bạn phải biết rằng bộ sưu tập thất bát nhất được lấy bối cảnh ở một thế giới phản địa đàng cyberpunk công nghệ cao, bị thống trị và hủy diệt hoàn toàn bởi những tập đoàn quân sự lớn cùng những cỗ máy với trí tuệ nhân tạo của chúng. Điều này có thể thấy rõ thông qua những voice line của bộ sưu tập này và hoạt ảnh kết liễu. Không dừng lại ở một thiết kế xuất sắc, lột tả được cái hồn của cốt truyện mà người thiết kế muốn truyền tải, chú dao thất bát nhất này còn sở hữu tới hai tính năng độc nhất vô nhị, đó là khả năng thay đổi tư thế sau khi chém, và thật sự theo nghĩa đen là bộ sưu tập này kể cả chiếc dao thật sự sở hữu một con AI với voice line riêng. Cho nên không còn gì để bàn cãi, xuất sắc đến từ thiết kế, hoạt ảnh, tính năng, âm thanh cho tới hiệu ứng, không có một lý do gì mà chú dao này lại không được góp mặt trong chiếc video này cả. Tùy Valorant có nhiều loại bướm khác nhau với vô số mẫu mã và chủng loại gồm nhiều tập tính khác nhau, nhưng trong danh sách lần này, mình sẽ nhường cho chú dao RGX-11Z Pro Firefly. Với thiết kế là một chiếc dao bướm có gắn đèn LED RGBT nhiều màu sắc sặc sỡ, chắc chắn người sở hữu sẽ không thể nào cưỡng lại việc múa dao để cho đèn LED nhấp nháy liên tục như bị động giật kinh niên. Mình có thể khẳng định luôn điều này, làm gì có ai có thể cưỡng lại được một con bướm biết phát sáng lập lòe như con đom đóm cơ chứ. Ra mắt vào ngày 28 tháng 4 năm 2022 trong chiến dịch Disruption Episode 4X3 thuộc bộ sưu tập RGX-11Z Pro 2.0. Tuy tương đồng về cấu tạo với Recon Balisong, nhưng về thiết kế, RGX-11Z Pro Firefly lại nhỉnh hơn đôi chút về chi tiết cùng với đèn LED RGBT nhiều màu giật đùng đùng. Nhưng nếu bạn thích sự đơn giản thì Recon Balisong cũng là một lựa chọn không tồi đâu. Giờ thì RGX-11Z Pro Blade, thiết kế như một chiếc dao nhưng lại có thể dài ra như gậy như ý của Tôn Ngộ Không và trở thành một cây kiếm ngắn gắn đèn LED RGBT. Đương nhiên không phải nói qua nhiều khi RGX là dòng trang phục được lấy cảm hứng rất lớn từ những dàn máy tính khủng long PC high-end. Bằng chứng là từ cảm cho tới spray đều là những thứ liên quan tới linh kiện máy tính cao cấp và loè loẹt. Là một phần trong bộ sưu tập RGX-11Z Pro vào ngày 6 tháng 10 năm 2021 trong chiến dịch Reflection Episode 3X2, tuy không thể nhấp nháy liên tục như người đàn em Firefly, nhưng thiết kế và hoạt ảnh của RGX-11Z Pro Blade đã vớt lại thiếu sót đó. RGX-11Z Pro Blade có thiết kế dao dọc giấy với khả năng thập thò lưỡi kiếm ngắn ra dài vào tùy cơ ứng biến. Không những thế, đây còn là một trong những chú dao hiếm hoi sở hữu hoạt ảnh độc nhất vô nhị trong trò chơi. Hoặc là do mình nghèo quá nên không có nhiều tiền mua skin để biết hóa ra cũng có một cái dao khác có hoạt ảnh của kiếm RGX. Nên nếu thật sự là như thế, các bạn hãy comment dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Yêu. Gần cuối trong danh sách lần này, chúng ta có những chú dao đến từ hai bộ sưu tập Champion 2022 và 2021. Có thể nói, đây là hai con dao thuộc tầng lớp quý hiếm nhất của trò chơi, do đây là hàng limited, chỉ được bày bán một thời gian và sẽ không bao giờ xuất hiện trong cửa hàng hay là chợ đêm. Karambit cùng Butterfly với tạo hình không quá khác biệt so với những chú bướm hay Karambit khác, nhưng chúng lại đặc biệt ở những texture được thiết kế nổi bật cùng sắc đỏ chủ đạo, pha cùng một chút màu vàng ánh kim và đen, đã tạo cho bộ sưu tập này một vẻ uy nghiêm của một nhà vô địch. Không những thế, bộ sưu tập Champions còn có một hiệu ứng độc nhất vô nhị, đó là khi bạn trở thành người sở hữu nhiều điểm hạ cục nhất trong một trận đấu, thì skin Champion sẽ mặc định phát ra những dạng sáng năng lượng màu vàng ánh kim, giúp chủ sở hữu tỏa ra khí chất của một bậc đế vương. Á quân trong danh sách lần này, chúng ta có chú dao bị đánh giá là ngáo giá nhất từ trước tới giờ của Valorant, đó chính là Onimaru của Nissuna hay Katana Oni, với giá trị lên tới 5.350 VP, một con số chưa từng có tiền lệ trước đây đối với những skin phổ thông không phải là sự kiện lớn như Champions. Nhưng cho dù có là gì đi nữa, chú dao này vẫn được giới chuyên gia, chủ yếu là online, đánh giá rất cao về mọi mặt, chỉ có cái mác giá là không được đón nhận mà thôi. Được thiết kế như những chiếc katana mà chúng ta hay thấy trong phim, với một chút thay đổi tạo hình để trở nên ngầu hơn, như chiếc chốt để giữ độc kiếm được chạm khắc giống mặt của quỷ dữ, và trong tròng mắt của nó bốc lên những làn khói ma mị, tạo ra những hiệu ứng chém cùng rút kiếm vô cùng bắt mắt. Chú dao này cũng là hàng độc nhất vô nhị chưa từng có trước đây, từ ngoại hình cho tới hoạt ảnh, tất cả đều được làm rất tỉ mỉ và công phu.
Tất cả những sự độc đáo cùng công sức đó đã được cộng đồng đón nhận và đánh giá rất tích cực cho tới khi họ thấy giá tiền. Nhìn chung, tiền ít thì không hít được đồ thơm đâu, cho nên là các bạn cứ chịu khó. Chứ thật ra theo mình thấy, để tạo ra một thứ 100% original thế này, từ hiệu ứng cho tới hoạt ảnh, rồi đến model và cách cầm dao, vân vân. Nói chung là xây dựng tất cả mọi thứ từ con số 0 thì mình nghĩ là chẳng hề đơn giản một chút nào đâu. Có khi nó còn khó hơn cả làm ra bộ sưu tập Champions nhiều ấy chứ. Mà mình thấy có ai phàn nàn về Champions đâu. River 2.0 Karambit với thiết kế ma mị bóng tối có phần giống đặc vụ Omen, với tông đen chủ đạo cùng một chút ánh bạc và làn khói mang màu tím than chạy dọc lưỡi dao đã làm nổi bật lên những đường nét móc nhọn đặc trưng của skin River. Ra mắt trong bộ sưu tập River 2.0 của Valorant vào ngày 10 tháng 8 năm 2022 trong chiến dịch Dimension Episode 5X1, được thiết kế với vòng móc tay hình lưỡi liềm và sống lưng là 3 mũi nhọn. Không những thế, chạy dọc thân dao là một thứ cổ ngữ, trong đó phát ra một làn khói màu tím than ma mị. Tất cả những thứ đó đã được kết hợp một cách tinh tế và hài hòa để tạo nên một ngoại hình bốc lửa của chiếc dao này. Thêm vào đó là hoạt ảnh rút dao đầy mãn nhãn đã giúp cho River 2.0 Karambit trở thành lựa chọn hàng đầu trong lòng người hâm mộ Valorant. Và vừa rồi là danh sách những chú dao đẹp nhất trong Valorant của GC Channel chúng mình. Và lại một lần nữa, mình phải khẳng định lại rằng đây không phải là bảng xếp hạng, mà chỉ là danh sách mang nặng ý kiến cá nhân của người viết bài mà thôi. Cho nên nếu có ý kiến đóng góp gì thì đừng ngần ngại chui xuống phần bình luận để chia sẻ. Và bọn mình công nghiệp lắm, cho nên nếu các bạn mà không bấm like và subscribe cùng nút chuông thông báo là chúng mình sẽ bị nhốt xuống dưới tầng hầm và để cho nhịn đói 3 ngày luôn đó. Thế nên là các bạn hãy thương tình bấm mấy cái nút đó để giải cứu chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.